có lẽ chúng ta xem chúng ta cũng thấy được cái trước tiên là tôi muốn cầu thủ của chúng tôi làm sao kiểm soát được cái trận đấu và làm sao tổ chức tấn công thành nhanh để có cái thời cơ chuẩn bị đó là cái điều của đội pháp ngày hôm nay được sáu vận động viên thi đấu và ban huấn luyện cũng đã có những cái sự điều chỉnh và tính toán để làm sao cho các em đảm bảo được xuyên suốt một cái giải đấu, tránh cái tình trạng quá tải cho mặt thể lực và khó tránh về mặt chân thương. Thực sự ra thì ban huấn luyện chúng tôi cũng như Oscar và ban huấn luyện chúng tôi đều đang cùng nhau và làm việc rất là tốt. Thực sự ra có một cái sự tính toán của ban huấn luyện vì nói như nói chúng tôi đã vào bán kết rồi, nhưng mà để chuẩn bị gặp Thái Lan thì chúng tôi cũng phải chuẩn bị cái một lực lượng để cá với Thái Lan làm sao giành được kết quả tốt. Nhưng mà chiến thắng thì tôi nghĩ là một phần quan trọng, tôi nói lúc đầu rất nhiều người Việt Nam chúng ta đến đây để làm sao cổ vũ đội bóng với một tinh thần rất là cao, và từ giờ đó cái tinh thần của cổ vũ sẽ vào cái trận đấu. Trước tiên thì tôi có lời khen ngợi đến tất cả các cầu thủ chúng tôi. Bên cạnh đó tôi cũng rất là hài lòng với những cách chơi của Nhân Trung và rất nhiều bạn Phan Thanh Hậu, những cái cầu thủ đáng kính ngưỡng. Lương Hồng Nam thì bị một cái sự va chạm vào, bị chích vào cái bắp cái duyên trong, nên là Nam không thể tiếp tục, và tôi muốn giữ cho Nam những trận đấu tiếp theo. Okay.